Xin chào tất cả quý bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Accent. Tại sao đầu tháng em lên cho rồi mà tiếp tục lại lên cho em tiếp? Bởi vì chiếc xe Hyundai Accent nó thay đổi chương trình khuyến mại em nhá. Và cũng nhờ chiếc xe Hyundai Accent nó là chiếc xe lắp ráp trong nước, lên sẽ được chuẩn bị sẽ được hỗ trợ phí trước bạ 5%. Vậy thì em sẽ lên cho anh em cũng như giá xe, chương trình khuyến mại và tổng hoàn bánh sau khi được hỗ trợ phí trước bạ 500 ạ. Chiếc xe Hyundai Accent nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B đang cạnh tranh trực tiếp, đó là chiếc xe Toyota Vios, chiếc xe Honda City hay là rất nhiều xe trường Nam ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết từng phiên bản. Đầu tiên giới thiệu cho mình một chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 542 triệu. Sang tháng 6 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh với giá đang là 503 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 39 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này, tổng hoàn bánh ở Hà Nội sau khi mà hỗ trợ phí trước bạ 500 cũng như chương trình khuyến mại đang là 558 triệu thôi ạ. Tỉnh thì là 533 triệu ạ. Thấp hơn giá niêm yết nó là 542 triệu ạ. Tỉnh áp thuế 100 thì đang là 538 triệu và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì 552 triệu ạ. Còn đối với trả góp thì đang là 162 triệu, tỉnh thì đang là 137 triệu, tỉnh áp thuế 100 thì 142 triệu và ở Thành phố Minh thì 156 triệu ạ. Còn giá tốt hơn hay khuyến mãi nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhé. Tiếp theo tiêu cho về một chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 502 triệu. Sáng tháng 6 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 466 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn này, lăn bánh nội đang là 518 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì 494 triệu. Giá miết nó là 502 mà lăn bánh chỉ là 494 triệu thôi ạ. Sau mà khi hỗ trợ phí trước bạ 500 em nhé. Còn ở tỉnh áp thuế 100 thì đang là 499 triệu. Và ở Thành phố Minh thì 513 triệu ạ. Còn đối với trả góp thì đang là 151 triệu. Tỉnh thì đang là 127 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 132 triệu. Và ở Thành phố Minh thì 146 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em gửi về giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lát xoay như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp đều là thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, vậy dòng này em giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại cho hai phiên bản của chiếc xe Hyundai Accent rất là chi tiết cụ thể rồi. Với dòng này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe trong dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem này kìa em ạ. Sớm ơi.